Đây là thành quả mà chăm sóc mấy ngày nay như thế này. Ở này thì chắc cũng khoảng được 2 kg nha. Rồi, Nấm xin chào cả nhà nha. Thì thực tế thì cái công việc của Nấm thì là di chuyển liên tục và có rất là nhiều trại Nấm cũng muốn tới tham quan và quay những cái video thực tế cho anh em xem. Cũng rất muốn để cho anh em trải nghiệm thực tế nó sẽ tốt hơn. Còn những vấn đề chia sẻ kỹ thuật là Nấm cũng ráng cố gắng tranh thủ và để chia sẻ với anh em nhiều hơn. Thì hôm nay thì Nấm sẽ là người trực tiếp, tức là trải nghiệm phương pháp trồng nấm tại nhà, tức là người Nấm là người trực tiếp chăm sóc nó, trồng nó, thu hoạch nó, để cho mình sẽ quay lại những cái hình ảnh, những cái video thực tế để cho cả nhà xem rõ hơn. Còn ở cái xưởng sản xuất của Nấm thì đa số thì giao cho những khách lớn, những trang trại lớn. Còn những anh em mà trồng nấm sạch tại nhà thì nhiều lúc xa quá, Nấm cũng cố gắng sắp xếp sao cho để cho mọi người được trồng, tận dụng những cái không gian trống chăm sóc. Còn ở xưởng Nấm thì hàng ngày đều sản xuất như thế hết, rất là nhiều. Mỗi ngày thì Nấm sản xuất ra 5-7 ngàn thôi lần, nên là những khách hàng trồng nấm sạch tại nhà ở xa, nhiều lúc sắp xếp không được thì cũng thông cảm giúp cho Nấm nha. Và bây giờ Nấm sẽ đi quay cho cả nhà xem nấm chăm sóc như thế nào và hái như thế nào nha. Rồi, let's go. Rồi, đây là cái không gian của khu vực rửa chén. Nấm tận dụng cái không gian này để chăm sóc trồng những bịch phôi đang tại nhà. Đây, hiện tại thì nấm nó đang ra như thế này nè. Nó nở to quá nè. Với lại ở cái khoảng thời gian này là mình tưới không phải như các cái trang trại, tức là mình tưới thoải mái, nấm múc nước tạ khí lên đó. Đó là để mình ăn thôi mà. Nên nhiều lúc mà mình cũng không có đúng cái kỹ thuật. Nếu như mà anh em mua về trồng á, thì tốt nhất mình nên mua cái bình xịt nhỏ thôi, cái bình xịt chừng khoảng 10 đến 15 ngàn thôi, thì mình về mình xịt ở cái mặt trước của cái nấm này. Còn ở trên này thì mình múc nước mình đổ lên cũng được, không có sao hết. Đừng có để nước nó vô cái cổ này. Việc thứ nhất, việc thứ hai nữa thì anh em chắc những cái bịch phôi này, tốt nhất á, mình chắc cái đầu nó chuối một tí. Mình có tưới nhiều nước một tí á, thì nước nó vẫn ói ra, nó không có bị ngấm ở trong đó. Còn hái thu hoạch nấm á, thì tùy. Nếu mà ngon nhất là thu hoạch khoảng tầm cỡ này thôi. Còn những cái cỡ này nó to quá, trường hợp tưới nhiều nước nữa nó đậm cái lỗ này thì nó bị vàng như thế này. Nhưng mà không sao, đây là vì nấm để cho nó nở to, quay cho anh em hái nấm cho nó sướng, đúng không? Còn hái kia nó không bày. Rồi bây giờ thì nấm sẽ trực tiếp đi hái nấm cho cả nhà xem nha. Rồi bây giờ đi hái nấm nha cả nhà. Tức là hôm nay nấm nghĩ là chỉ có cái lòng bàn này nó mới đủ chứa được một cái số lượng như thế này thôi. Còn cái rổ thì không có cái rổ nào to như thế này. Bây giờ nấm sẽ trực tiếp hái. Và cái thao tác hái thì như thế này, anh em đừng có vội quá. Đừng có vội mà mình hái mình bẻ. Rất là nhanh. Mình cứ từ từ, mình lắc nè, nắm nguyên cái chùm nấm, lắc nhẹ lên xuống qua lại, mình cứ lắc từ từ thôi. Rồi nó sẽ ra hết cái gốc và để mình đỡ dọn vệ sinh. Rồi, nấm hái không? Rất là gọn gàng, nhẹ nhàng mà gốc nó rất là sạch luôn, để cho mai mốt dọn vệ sinh cái lỗ này nó khỏe hơn. Mà hầu như thì nếu mà hái như cái cách mà nấm hướng dẫn á, thì cũng khỏi dọn vệ sinh luôn. Thì hái 10 bịch nó như 10 mà nó ra hết gốc này. Rồi 2 chùm nó sẽ tiến hành hết cái chỗ này được bao nhiêu, 3 chùm, 4 chùm, sạch sẽ đây, 5 chùm. Hình như trong cái khoảng này là tầm khoảng 30-40 bịch vậy ạ. Đây, rất là sạch. Cái này,
cả nhà. Thành quả bao nhiêu nè. Còn bây giờ khi mà hái xong rồi á, những cái nhỏ nhỏ này thì mình tưới sơ đi, tưới sơ để chiều nay là hái được rồi. Khi hái xong thì chúng ta sẽ tiến hành dọn vệ sinh. Dọn vệ sinh thì chúng ta dùng cái muỗng ăn cơm này, hay cái muỗng cà phê cũng được. Chúng ta sẽ nạy những cái gốc này ra. Nạy những cái gốc này ra. Nạy sạch, nhưng mà hầu như là nấm hái thì đâu có cái nào mà để nạy đâu. Hái sạch sẽ như thế này nè. Hái xong rồi dọn vệ sinh gốc. Cả nhà để một ngày, tức là hôm nay hái sạch hết cái khoảng này rồi chúng ta sẽ dọn vệ sinh sạch một lần luôn. Bây giờ thì Phan từ từ dọn nha, tức là để mấy cái này mình hái hết rồi mình dọn luôn một lần. Dọn xong rồi chúng ta để một ngày sau lấy cái nắp đậy lại, lấy cái nắp đậy lại, đậy trong vòng 7 ngày sau. 7 ngày sau thì tiến hành tháo ra và tưới. Tưới thì nó sẽ có nấm và kết quả thì nó như thế này nha. Những cái nấm này trưa nay thì nấm sẽ làm nhiều món để đãi cho cả nhà. Đãi mấy món vậy? Chắc phải 5-7 món. Đây là thành quả mà chăm sóc mấy ngày nay như thế này. Ở này thì chắc cũng khoảng được 2 kg nha. Và các món nấm thì cả nhà cũng biết rồi, rất là nhiều để rất là nhiều cái cách mà để chế biến cái món nấm này ngon, như nấu lẩu, xào, nướng rất là nhiều, thì tùy mỗi khẩu vị của mỗi anh em mà mình có cái cách chế biến khác nhau. Rồi. Ok chưa?